trong thế giới động vật rộng lớn, đà điểu nổi bật với những đặc điểm quyến rũ. Hãy tưởng tượng về đà điểu, một sinh vật với đôi mắt to hơn cả não của chúng, chiếm khoảng 2/3 trọng lượng đầu của nó. Đặc điểm độc đáo này làm cho chúng trở nên đặc biệt trong thế giới chim. Đà điểu, loài chim không bay duy nhất có hai ngón chân, trong đó có một móng rất nguy hiểm có chiều dài khoảng 7 cm, có thể gây chấn thương cho các đối tượng bị đá. Chúng có xu hướng tiến về phía trước nên nếu bạn đứng trước một con đà điểu đang giận dữ thì nên nằm áp sát xuống đất và che đầu lại. Những chú chim tuyệt vời này có không chỉ một mà đến 3 dạ dày, mỗi cái có một vai trò riêng biệt. Một cái có vai trò như túi mật, một cái lưu trữ đá và sỏi để giúp nghiền thức ăn vì chúng không có răng, một cái dùng để tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng. Da đà điểu là một trong số loại da dẻo dai nhất thế giới. Nó bền và mềm hơn gấp 5 lần da bò. Da của chúng được lựa chọn để làm túi xách, ví, thắt lưng và quần áo. Các nhà thời trang hàng đầu đều chọn da đà điểu cho sản phẩm cao cấp của mình. Con đà điểu trưởng thành có thể đạt tốc độ 70 km/h và các bước chạy có thể lên đến 5 m để trốn tránh kẻ thù. Đà điểu đẻ những quả trứng lớn nhất trên thế giới, nặng khoảng 1,5 đến 2 kg mỗi quả. Một quả trứng đà điểu bằng trọng lượng của 36 quả trứng gà và có thể chịu được sức nặng lên tới 120 kg. Đà điểu ăn rễ, trái cây, lá và hạt, ngoài ra còn có thằn lằn, động vật gặm nhấm và côn trùng. Chúng thậm chí còn ăn cả đá vì đà điểu không có răng nên chúng thường nuốt chửng thức ăn nên đá có thể nghiền nát thức ăn giúp cho quá trình tiêu hóa của chúng dễ dàng hơn. Thích nghi với môi trường khô cằn, đà điểu thể hiện sự chống chọi đáng kinh ngạc, sống sót được đến 2 tuần mà không cần nước. Cao khoảng 2-3 mét và nặng lên tới 160 kg, đà điểu xứng đáng với danh hiệu là loài chim lớn nhất thế giới. Với tuổi thọ ấn tượng từ 30 đến 40 năm, mỗi con đà điểu trưởng thành mang theo mình một câu chuyện đáng để chúng ta tìm hiểu và khám phá. Hy vọng rằng chúng ta đã có thêm những thông tin về chú chim tuyệt vời này với nhiều đặc điểm độc đáo khiến chúng thật sự là những sinh vật phi thường.